hôm nay là buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp 9 chúng ta. Chủ yếu là muốn nhấn mạnh với các vị phụ huynh vấn đề thi lên cấp 3. Tôi biết là bây giờ trong lớp chúng ta đã có những phụ huynh học sinh đưa con mình ra nước ngoài rồi. Như ba mình với mẹ của cậu, bản thân bay không nổi, lứa trứng tiếp theo đem hết hy vọng đặt lên người chúng luôn. Mấy em có biết không, ngày nào mẹ cũng vất vả cực khổ lập ra nhiều kế hoạch học tập cho chị như vậy là vì muốn chị đạt được thành tích học cao hơn. Chị cũng muốn như vậy, nhưng mà giờ chị thật sự thấy rất mệt, rất mệt. Anh dự định để Tiểu Vũ ra nước ngoài du học thật sao? Gửi nó qua nước ngoài chỉ là giúp nó giảm bớt áp lực học hành mà. Anh tưởng em muốn bán nhà lắm sao? Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn bán nhà chứ? Đối với mẹ, chỉ cần chuyện đó tốt cho con là mẹ sẽ làm, con có biết không? Mời các bạn đón xem bộ phim Tổ Ấm được phát sóng vào lúc 21 giờ từ ngày 25 tháng 7 trên kênh HTV3 Dreams TV.